Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 13. Gánh nặng về Babylon mà Esai, con trai Amos, đã thấy. Hãy dựng cờ trên núi trọi, hãy cất tiếng kêu chúng nó, lấy tay mà ngoắt cho người ta vào các cửa người sang trọng. Chính ta đã truyền lệnh cho kẻ ta đã biệt riêng ra và đã gọi những người mạnh mẽ của ta đến sự thạnh nộ. Họ vui mừng vì cớ sự cao trọng của ta. Có tiếng xôn xao của đoàn lũ trên các núi, dường như tiếng xôn xao của một dân đông. Ấy là tiếng ồn ào các nước của các dân tộc nhóm lại. Đức Giê-hô-va vạn quân điểm soát đạo quân mình để ra trận. Chính Đức Giê-hô-va và những khí giới của sự thạnh nộ Ngài đến từ phương xa, từ nơi rất xa trên trời để hủy diệt cả đất. Các ngươi khá than khóc, vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần. Ngày đó đến như cơn tai nạn đến bởi đấng toàn năng. Vậy nên, mọi tay đều yếu đuối, lòng người đều tan chảy. Chúng đều kinh hoàng, bị sự đau đớn thảm sầu bắt lấy. Quặn thắt như đàn bà đang đẻ, hắt hơ hắt hải nhìn nhau, mặt như mặt ngọn lửa. Này, ngày Đức Giê-hô-va đến là ngày hung dữ, có sự thạnh nộ và nóng giận, để làm đất này nên hoang vu và diệt những kẻ có tội khỏi đó. Vì các ngôi sao và các đám sao trên trời sẽ chẳng chiếu sáng nữa. Mặt trời mọc lên thì mờ tối, mặt trăng không soi sáng đâu. Ta sẽ phạt thế gian vì sự độc ác nó, phạt kẻ dữ vì tội lỗi chúng nó, làm cho kẻ kiêu hết kiêu, hạ sự tự cao của kẻ bạo ngược. Ta sẽ làm cho loài người hiếm có hơn vàng quý. Thật, ta sẽ làm cho loài người hiếm có hơn vàng ròng xứ Ophir. Vậy nên, ta sẽ khiến các tầng trời rung rinh, đất bị dây động lìa khỏi chỗ mình vì cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va vạn quân trong ngày Ngài nổi giận dữ. Bây giờ, ai nấy như con hươu bị đuổi, như bầy chiên không người nhóm lại, sẽ trở lại cùng dân mình, sẽ trốn về xứ mình. Kẻ nào người ta gặp được sẽ bị đâm, kẻ nào bị bắt sẽ ngã dưới lưỡi gươm. Con trẻ họ sẽ bị đập chết trước mắt họ, nhà bị cướp, vợ bị dâm hãm. Này, ta sẽ xui người Mê-đi nghịch cùng họ. Những người đó chẳng quý bạc, chẳng thích vàng, dùng cung đập dập kẻ trai trẻ, chẳng thương xót đến thai trong lòng mẹ, mắt chẳng tiếc trẻ con. Babylon là sự vinh hiển các nước, sự hoa mỹ của lòng kiêu ngạo người Canh Đê, sẽ giống như Sodom và Gomorrah mà Đức Chúa Trời đã lật đổ. Nó sẽ chẳng hề có người ở nữa. Trải đời nọ sang đời kia không ai ở đó. Người Ả Rập không đóng trại tại đó. Những kẻ chăn cũng chẳng cầm bầy mình ở đó. Song những thú rừng sẽ đến ở, và nhà cửa đầy những chim cú, chim đà, choáng làm chỗ mình, dê đực lấy làm nơi nhảy nhót. Sài lang sủa trong cung điện, chó rừng tru trong đền đài vui sướng. Kỳ nó đã gần đến, ngày nó sẽ không được dài nữa. Chương 14. Thật, Đức Giê-hô-va sẽ thương xót Gia-cốp và còn lựa chọn Israel. Ngài sẽ lập chúng nó lại trong bổn xứ. Kẻ trú ngụ sẽ phụ về chúng nó và liên hiệp cùng nhà Gia-cốp. Các dân sẽ đem họ trở về bản xứ.
nhà Israel sẽ được chúng nó làm tôi trai tớ gái trong đất Đức Giê-hô-va. Chúng nó sẽ bắt làm phu tù những kẻ đã bắt mình làm phu tù và quản trị kẻ đã hà hiếp mình. Đến ngày mà Đức Giê-hô-va sẽ cho ngươi yên nghỉ khỏi cơn buồn bực bối rối và sự phục dịch nặng nề mà người ta đã bắt ép ngươi, thì ngươi sẽ dùng lời thí dụ này nói về vua Babylon rằng: sao kẻ bạo ngược đã tiệt đi, thành ức hiếp đã dứt đi. Đức Giê-hô-va đã bẻ gậy của người ác và trượng của kẻ cai trị. Ấy là kẻ đã nhân giận đánh các dân tộc không thôi, dùng sự thạnh nộ cai trị các nước và dùng sự bắt bớ chẳng ai ngăn lại. Nay, cả đất được yên nghỉ bình tĩnh, trỗi giọng hát mừng. Dầu đến cây tùng, cây bách ở Liban cũng nhân cớ ngươi mà vui mừng và nói rằng: từ khi ngươi ngã xuống rồi, không ai trèo lên để đốn ta nữa. Nơi âm phủ sâu thăm thẳm đã rúng động vì cớ ngươi đặng rước ngươi đến. Nó đã vì ngươi đánh thức các âm hồn, tức là những kẻ cả trên đất. Nó đã làm cho vua các nước đứng dậy khỏi ngai mình. Hết thảy chúng nó sẽ cất tiếng nói cùng ngươi rằng: kìa, ngươi cũng yếu đuối như chúng ta ư. Kìa, ngươi cũng trở giống như chúng ta ư. Sự sang trọng với tiếng đờn cầm của ngươi đều xuống nơi âm phủ. Một lớp giòi làm nệm cho ngươi, sâu bọ thì làm mền. Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Hỡi kẻ dày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thế nào? Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Những kẻ thấy ngươi sẽ ngó chăm ngươi và nhìn ngươi cách ý tứ mà rằng: có phải người này là kẻ đã làm rung rinh đất, dây động các nước, làm cho thế gian thành đồng vắng, lật đổ các thành và chẳng hề buông tha kẻ bị tù về nhà mình đó chăng? Hết thảy vua các nước đều ngủ nơi lăng tẩm mình cách vinh hiển. Nhưng ngươi thì bị ném xa khỏi mồ mả, như nhánh cây thúi, như áo người bị giết, bị gươm đâm, bị xô xuống trong những đá nơi hố, khác nào thây chết bị giày đạp dưới chân. Ngươi sẽ không được hội hiệp cùng các vua trong lăng, vì ngươi đã diệt nước mình và giết dân mình. Dòng dõi kẻ hung ác sẽ không được xưng đến danh nó nữa. Hãy sắm sẵn sự chém giết cho con cháu vì tội ác của tổ phụ, hầu cho họ không dấy lên nữa, đặng được đất làm cơ nghiệp, lập thành ấp khắp thế gian. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ta sẽ dấy lên nghịch cùng chúng nó. Ta sẽ làm tiêu diệt tên của Babylon và dân sót lại, cả đến con và cháu nữa. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ làm cho đất nó thuộc về con nhím, biến ra ao nước, và ta sẽ dùng chổi hủy diệt mà quét nó. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va vạn quân đã thề rằng: chắc thật, sự ta đã định sẽ xảy đến, điều ta đã toan sẽ đứng vững. Ta sẽ đánh phá người Assyri trong đất ta, sẽ giày đạp nó trên núi ta. Ách nó sẽ cõi khỏi chúng nó, gánh nó sẽ cất khỏi vai chúng nó. Đó là ý chỉ đã định nghịch cùng cả đất. Đó là tay đã giá trên hết thảy các nước. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã toan định thì ai bãi đi được? Tay Ngài đã giang ra thì ai dây lại được? Nhằm năm vua A-cha băng, gánh nặng này đã được rao ra. Hỡi cả đất Philippines, chớ vui mừng bởi cớ roi đánh ngươi đã gãy, vì từ giống rắn sẽ sinh ra thuồng luồng sẽ sinh ra rắn lửa bay. Bây giờ, con cả của kẻ nghèo sẽ tìm được đồ ăn, kẻ túng sẽ nằm yên ổn, nhưng ta sẽ khiến dòng dõi ngươi chết đói và kẻ thuộc về ngươi còn sót lại sẽ bị giết. Hỡi cửa,
hãy than khóc, hỡi thành, hãy kêu la, hỡi cả đất Philippines, hết thảy hãy đều tan chảy. Vì có luồng khói từ phương Bắc đến, chẳng ai lìa khỏi hàng ngũ mình. Lấy chi trả lời cho sứ giả của nước này? Trả lời rằng, Đức Giê-hô-va đã lập Si-ôn, và kẻ sầu khổ trong dân Ngài sẽ được ẩn náu trong nó. Chương 15. Gánh nặng về Mô-áp. Đương ban đêm, A-mô-áp bị tàn phá và diệt mất. Phải trong ban đêm, Kiệt Mô-áp bị tàn phá và diệt mất. Kìa, chúng lên nơi miếu các thần, đến Đi-bôn trên các nơi cao mà khóc. Dân Mô-áp than vãn vì Nê-bô và Mê-đê-ba. Mọi đầu đều sói, mọi râu đều cắt. Thảy đều thắt bao gai trong các đường phố. Thảy đều khóc lóc, sa nhiều nước mắt trên nóc nhà và nơi sân chợ. Hết-bôn và Ê-lê-a-lê kêu la, tiếng nghe thấu đến gia hát. Vậy nên, lính chiến của Mô-áp đều than khóc, trong tâm thần run rẩy. Lòng ta ngậm ngùi vì Mô-áp, kẻ sang nó trốn chạy đến Xoa và đến Ê-lát, Sê-li-xia. Vì họ vừa trèo lên đèo Lu-hít vừa khóc, vì bại hoại mà kêu vang trên con đường Hô-rô-na-im. Các dòng nước ở Nimrim cạn tắc, cỏ khô cỏ non chẳng có, không còn một vật xanh nào. Vậy nên những của cải đã được và những đồ báu đã chứa, họ đều mang sang khe liễu. Tiếng kêu khóc thảm thương nghe khắp chung quanh bờ cõi Mô-áp, tiếng vang la thấu đến Ê-la-im và đến Bê-e-ê-lim. Sông ngòi ở Đi-môn đầy những máu, vì ta sẽ còn thêm tai vạ cho Đi-môn. Sai sư tử đuổi kịp những người Mô-áp thoát nạn và những kẻ còn sót lại trong xứ. Thi Thiên 44. Hỡi Đức Chúa Trời, lỗ tai chúng tôi có nghe, tổ phụ chúng tôi đã thuật lại công việc Chúa đã làm trong đời họ buổi ngày xưa. Chúa dùng tay mình đuổi các dân tộc ra, xong lại tài bồi tổ phụ chúng tôi. Chúa làm khổ cho các dân nhưng lại làm cho tổ phụ chúng tôi lan ra. Vì họ chẳng nhờ thanh gươm mình mà được xứ, cũng chẳng nhờ cánh tay mình mà được cứu, bèn nhờ tay hữu Chúa, cánh tay Chúa và sự sáng mặt Chúa, vì Chúa làm ơn cho họ. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là vua tôi, cầu Chúa ban lệnh giải cứu Gia-cốp. Nhờ Chúa chúng tôi sẽ xô đổ cừu địch chúng tôi. Nhân danh Chúa, chúng tôi dày đạp những kẻ dế nghịch cùng chúng tôi. Vì tôi chẳng nhờ cậy cung tôi, thanh gươm tôi cũng sẽ chẳng cứu tôi đâu. Nhưng Chúa đã cứu chúng tôi khỏi cừu địch chúng tôi, làm bỉ mặt những kẻ ghen ghét chúng tôi. Hằng ngày chúng tôi đã khoe mình về Đức Chúa Trời, lại sẽ cảm tạ danh Chúa đến đời đời. Song nay Chúa đã từ bỏ chúng tôi, làm cho chúng tôi bị nhuốc nhơ. Chúa chẳng còn đi ra cùng đạo binh chúng tôi nữa. Chúa khiến chúng tôi lui lại trước mặt cừu địch, và kẻ ghét chúng tôi cướp lấy của cho mình. Chúa đã phó chúng tôi khác nào chiên bị định làm đồ ăn, và đã làm tán lạc chúng tôi trong các nước. Chúa đã bán dân sự Chúa không giá chi, và đánh giá chúng nó chẳng cao. Chúa làm chúng tôi thành vật ô nhục cho kẻ lân cận chúng tôi, làm đồ nhạo báng và một sự chê cười cho những kẻ ở chung quanh. Chúa làm chúng tôi nên tục ngữ giữa các nước. Trong các dân, ai thấy chúng tôi bèn lắc đầu. Cả ngày, sự sỉ nhục ở trước mặt tôi, sự hổ ngươi bao phủ mặt tôi, tại vì tiếng kẻ sỉ nhục mắng chửi và vì cớ kẻ thù nghịch và kẻ báo thù. Mọi điều ấy đã xảy đến cho chúng tôi, song chúng tôi nào quên Chúa, cũng không bội nghịch giao ước của Chúa. Lòng chúng tôi không thối lại, bước chúng tôi cũng không trớ khỏi lối Chúa. Do vậy, Chúa đã bẻ nát chúng tôi trong chỗ chó rừng, bao phủ chúng tôi bằng bóng sự chết. Nếu chúng tôi có quên danh Đức Chúa Trời chúng tôi, hoặc giơ tay mình hướng về một thần lạ, Đức Chúa Trời há sẽ chẳng hỏi tra sao? Vì Ngài biết thấu sự bí mật của lòng. Thật,
Vì Chúa mà hằng ngày chúng tôi bị giết, chúng tôi bị kể như con chiên dành cho lò cạo. Hỡi Chúa, hãy tỉnh thức, nhưng sao Chúa ngủ? Hãy trỗi dậy, chớ từ bỏ chúng tôi luôn luôn. Cớ sao Chúa giấu mặt đi, quên nỗi hoạn nạn và sự hà hiếp chúng tôi? Vì linh hồn chúng tôi bị phục như bụi tro, thân thể chúng tôi dính vào đất. Xin Chúa hãy trỗi dậy mà giúp đỡ chúng tôi. Hãy vì sự nhân từ Chúa mà chuộc chúng tôi. Chương 10. Vả, hỏi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, chịu Môi-se làm phép báp têm trong đám mây và dưới biển, ăn một thứ ăn thiêng liêng và uống một thứ uống thiêng liêng, vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình, và đá ấy tức là Đấng Christ. Song phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên đã ngã chết nơi đồng vắng. Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình. Cũng đừng thờ hình tượng nữa, như mấy người trong họ, theo lời chép rằng, dân sự ngồi mà ăn uống, rồi đứng dậy mà chơi giỡn. Chúng ta chớ dâm dục như mấy người trong họ đã dâm dục, mà trong một ngày có 23,000 người bị bỏ mạng. Cũng chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ đã thử thách mà bị loài rắn hủy diệt. Lại cũng chớ lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt. Những sự ấy có nghĩa hình bóng, và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Vậy thì ai tưởng mình đứng, hãy giữ, kẻo ngã. Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Hỡi kẻ yêu dấu của tôi, vậy nên hãy tránh khỏi sự thờ lại hình tượng. Tôi nói với anh em cũng như nói với kẻ thông minh, chính anh em hãy suy xét điều tôi nói. Cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước, há chẳng phải là thông với huyết của Đấng Christ sao? Cái bánh mà chúng ta bẻ, há chẳng phải là thông với thân thể của Đấng Christ sao? Vì chỉ có một cái bánh, chúng ta giàu nhiều cũng chỉ một thân thể, bởi chưng chúng ta đều có phần chung trong một cái bánh. Hãy xem dân Israel theo phần xác, những kẻ ăn thịt con sinh tế, há không thông đồng với bàn thờ sao? Nói vậy có ý chi? Của cúng thần tượng có giá trị gì và thần tượng có ra gì chăng? Chắc là không. Nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỷ, chứ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy tôi không muốn anh em thông đồng với các quỷ. Anh em chẳng có thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỷ, chẳng có thể dự tiệc của Chúa lại dự tiệc của các quỷ. Hay là chúng ta muốn trêu lòng Chúa ghen sao? Chúng ta há mạnh hơn Ngài sao? Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác. Phàm vật gì bán ở hàng thịt, hãy ăn, đừng vì cớ lương tâm mà hỏi chi về việc đó, bởi chưng đất và mọi vật chứa trong đất đều thuộc về Chúa. Nếu có người chẳng tin mời anh em, và anh em muốn đi, thì không cứ họ dọn ra đồ gì, hãy ăn đi hết thảy, đừng vì cớ lương tâm mà hỏi chi hết. Xong, nếu có ai nói với anh em rằng cái này đã dâng làm của cúng, thì chớ ăn, vì cớ người đã bảo trước mình, lại vì cớ lương tâm. Tôi chẳng nói về lương tâm anh em, nhưng về lương tâm người đó. Vả, vì cớ nào sự tự do tôi phải bị lương tâm kẻ khác đoán xét? Nếu tôi tạ ơn rồi ăn, cớ nào vì một bữa ăn đã cảm ơn mà lại bị chê bai? Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Gê-rét hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người để họ được cứu. Thư Corinto thứ nhất, chương 11. Hãy bắt chước tôi,
cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Tôi khen anh em vì hay nhớ đến tôi trong mọi dịp và lấy lòng trung tín mà giữ những điều tôi đã dạy dỗ anh em. Dầu vậy, tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người, người đàn ông là đầu người đàn bà, và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. Phàm người đàn ông cầu nguyện hoặc giảng đạo mà trùm đầu lại thì làm nhục đầu mình. Nhưng phàm người đàn bà cầu nguyện hoặc giảng đạo mà không trùm đầu lại thì làm nhục đầu mình. Thật chẳng khác gì đã cạo đầu vậy. Ví bằng người đàn bà không trùm đầu thì cũng nên hớt tóc đi. Song nếu người đàn bà lấy sự hớt tóc hoặc cạo đầu làm xấu hổ thì hãy trùm đầu lại. Và đàn ông là hình ảnh và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời thì không nên trùm đầu. Nhưng đàn bà là sự vinh hiển của đàn ông. Bởi chưng không phải đàn ông ra từ đàn bà, bèn là đàn bà ra từ đàn ông. Không phải đàn ông vì cớ đàn bà mà được dựng nên, bèn là đàn bà vì cớ đàn ông vậy. Bởi đó, vì cớ các thiên sứ, đàn bà phải có dấu hiệu trên đầu chỉ về quyền phép mình nương cậy. Song trong Chúa thì chẳng phải đàn bà ngoại đàn ông, cũng chẳng phải đàn ông ngoại đàn bà. Vì như đàn bà đã ra từ đàn ông thì đàn ông cũng sanh bởi đàn bà, và cả thảy đều ra bởi Đức Chúa Trời. Chính anh em hãy đoán xét điều này. Đàn bà cầu nguyện Đức Chúa Trời mà không trùm đầu là hiệp lẽ chăng? Chính lẽ tự nhiên há chẳng dạy cho anh em biết đàn ông để tóc dài thì lấy làm hổ thẹn sao? Nhưng nếu đàn bà để tóc dài thì là lịch sự cho mình, vì đã ban tóc dài cho người, dường như khăn trùm vậy. Bằng có ai muốn cãi lẽ thì chúng tôi không có thói quen ấy, mà các hội thánh Đức Chúa Trời cũng không có nữa. Trong khi tôi truyền lời cáo dụ này, chẳng phải khen anh em vì sự nhóm lại của anh em không làm cho mình hay hơn, mà làm cho mình dở hơn. Trước hết, tôi nghe rằng khi anh em có sự nhóm họp hội thánh thì sinh ra sự phân rẽ. Tôi cũng hơi tin điều đó, vì chắc trong vòng anh em phải có bè đảng, hầu cho được nhận biết trong anh em những kẻ nào thật là trung thành. Vậy, khi anh em nhóm nhau lại một chỗ, ấy chẳng còn phải là tiệc thánh của Chúa mà anh em ăn. Bởi vì lúc ngồi ăn, ai cũng nôn nã mà ăn bữa riêng mình, đến nỗi người nọ chịu đói, còn kẻ kia thì quá độ. Anh em há chẳng có nhà để ăn uống sao? Hay là anh em khinh bỉ hội thánh của Đức Chúa Trời, muốn làm cho những kẻ không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói chi với anh em? Có nên khen anh em không? Trong việc này, tôi chẳng khen đâu. Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: "Này là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta." Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: "Chén này là sự giao ước mới trong huyết ta. Hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta." Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy, mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và có lắm kẻ ngủ. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình thì khỏi bị xét đoán. Song khi chúng ta bị Chúa xét đoán thì bị Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. Hỏi anh em, vậy thì lúc anh em hội lại để ăn chung với nhau, hãy chờ đợi nhau. Ví bằng có ai đói, hãy ăn tại nhà mình, hầu cho anh em không nhóm lại để mà chuốc lấy sự đoán xét. Còn các việc khác, lúc tôi đến sẽ đoán định. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con.
thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.